Bảo Trung xin chào tất cả quý vị trên kênh Nhân Hài Bảo Trung. Hôm nay là Bảo Trung tới một cái chùa ở Tây Ninh, Bửu Long, Bảo Tượng. Nhưng mà ở đây là thuộc về địa phận biên giới của Mộc Bài. Cách Mộc Bài khoảng chừng 15 cây số. Chùa rất là nghèo. Mời quý vị theo chân Bảo Trung vô xem chùa, coi chùa nghèo cỡ nào ha. Dạ, nhưng mà thầy ở đây hát giọng cổ hay lắm. Bắt thầy phát giọng cổ nghe. Ở đây mát dễ sợ luôn. Chưa vô tới chùa, đây là mới cổng chùa thôi. Có hẹn với thầy Nghiêm Bình là tới chùa buổi sáng, nhưng mà kẹt xe quá, thành ra đi chậm quá. Đây sư phụ ẩm nha. Đây vô chùa. Đây vô dạ, chùa, vô dạ. Chùa. Ở đây là thầy Nghiêm Bình đón rước Bảo Trung từ ngoài cổng đi vô. Thầy ca giọng cổ hay lắm, nghe thấy coi trên mạng rồi. Lát ca chút xíu ha. Đúng rồi. Thầy viết kịch bản đâu cũng hay lắm. Cô. Bữa nay danh hài, dạ, danh hài Bảo Trung ghé chùa nè. Dạ. Cô có duyên. Bảo Trung, danh hài Bảo Trung. Dạ. Trưởng ấp ấp Ngô Cục nè, từ khoảnh khắc đó là ông thành siêu sao luôn. Dạ. Thầy đón rước từ ngoài cổng đi vô. Rồi vô lễ Phật tổ đi. Rồi mời đó, ông mở cái cửa rồi ông quẹo trái cái là ông quẹo trái cái là ông gặp ổng liền. Chùa này 1500 năm. Dạ, 1500 năm rồi, nhưng mà công viên rộng quá thầy. Từ cái thời mà văn hóa ốc eo Chân Lạp á, dạ, rồi trải qua tới Đại Việt, như là đời vua Minh Mạng tới bây giờ. Dạ. Đó. Một cái thời đó con không biết sao, con không biết. Lúc đó là tụi mình ở trên tỉnh. Ở trên chứ chưa xuống. Ở trên tỉnh chưa xuống. Dạ. Không có, có xuống nhưng mà mình lơ lửng đâu. Không, mà mình có xuống nhưng mà mình quá thân ở một kiếp nào đó. Dạ. Rồi mình cứ xuống trần là mình làm vui, mình hát cho nhân gian rồi vui. Dạ. Sầu vui, hết sầu hết khổ. Bây giờ thầy là trụ trì ở đây. Rồi cái công viên của mình, cái khuôn viên của mình cỡ bao nhiêu mét vuông? Khuôn viên bây giờ là 3 mẫu. Ba mẫu. Dạ. Ba đẹp, mẫu. Đẹp quá, chùa đẹp quá. Đúng đây, ra đây đó, là di đúng tích. Ra là Trung có chuẩn bị một cái MV để quay ở đây mới đúng. Dạ, đẹp quá, cảnh đẹp quá, trữ tình lắm. Đây là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Tây Ninh. Dạ. Nơi đây là ngày xưa là các vị cái như là về đây cái như là bị thương hay đều là ông tổ đây là chữa trị vết thương thời chiến tranh đó. Dạ. Thời chiến tranh. Cái chùa đây gần 1500 năm. Nhưng mà còn tính theo cái niên đại của vua Minh Mạng á. Dạ. Thì nó gần 300 năm. Dạ. Nhưng mà tính theo cái nền văn hóa ốc eo á, là tới bây giờ là trên 1000 năm nữa thì mình. Dạ. Cộng lại. Dạ. Đó, tại vì ở đây là khảo cổ ra là nào là dĩa, nào là những cái chài đá rồi là gỡ trên sở văn hóa đó. Dạ. Sở văn hóa tỉnh là người ta mới khám phá ra rằng là cái chài đó là nền văn hóa eo là trên 1000 năm. Dạ dạ dạ. Ngày xưa đây rừng không, bao giờ chiến tranh hết cũng còn những cái cây. Dạ. Ở sau ao sen mà giờ nó mấy nhà thị tạ thì nó cũng. Dạ. Để làm lại. Thôi bây giờ lễ Phật đi hết rồi. Dạ. Nhà vô uống nước. Dạ dạ. Uống nước rồi. Dạ. Tâm tình. Dạ. Chùa này có tới 1000 mấy trăm năm. Nhưng mà sự thật Bảo Trung lên đây tưởng là chùa chỉ có 100-200 năm thôi, nhưng mà không ngờ cái chùa là tới 1000 mấy năm. Thành ra hồi thời những cái thời vua chúa trước là tới bây giờ là rất là lâu. Lâu thiệt là lâu. Thành ra cái chùa tội nghiệp rất là nghèo.
nghèo lắm, cái chùa nghèo lắm, nhưng mà khuôn viên rộng đẹp. Mà ở đây là bây giờ thầy về đây, thầy là làm xây dựng lại thêm giống như cái nhà ăn rồi phòng khách, có thêm vậy là cũng được lắm rồi. Chứ hồi xưa đó là cái chùa này nghèo dữ lắm luôn, hình như những cái máy bị siêu dẹo, đúng không thầy? Cái chùa này hồi đó là siêu dẹo dữ lắm phải không? Siêu dẹo, miền biên giới mà, miền biên ải. Biên ải xa xăm. Biên ải xa xăm, quê hương em bụi cuốn mù trời. Trời ơi, cái tụi này thuộc là Bảo Xuyên ơi, Bảo Xuyên ơi, anh nhìn em rưng rưng dòng lệ, và mùa thu đã chết đi từ lâu rồi. Nghe thầy hát hay không? Thầy hát hay lắm. Với bao nhiêu thương nhớ, A Di Đà Phật không được ca bài thế gian. Khép cửa lại, khép cửa lại đây. Dạ, cho ánh sáng xíu thầy. Tôi xin ánh sáng xíu. Dạ, xin ánh sáng xíu làm quay cái. Quý lắm, quý dữ lắm, bắt tay cái nữa coi. Dạ. Trời ơi, thương dữ lắm. Dạ. Ở đây thì đúng là sự thật là Bảo Trung đi hát cái vùng này dữ lắm. Bởi vậy. Nhưng mà đi chỉ đi ngang thôi chứ còn. Đây là giờ hẻo lánh. Dạ, không hẻo biết lánh. Đâu để mà ghé. Dạ. Hẻo lánh lắm. Hồi đó đường này là đường đỏ đỏ. Dạ, đúng đỏ. Thầy qua rồi. Đây tu á là nước nó tới cổ vậy nè. Dạ. Rồi mới đắp đường lại. Dạ. Hồi xưa là Trung thường mười mấy năm trước á. Thường hát về Tây Ninh là nhiều nhất, nghe nói Bảo Trung về Tây Ninh nhiều lắm. Dạ, Tây Ninh rồi Long Hoa rồi chạy vòng ở trong này, tỉnh Tân Biên rồi xuống đi đường này, rồi cái bến cầu. Ồ, dân Tây Ninh phái ông trưởng ấp này dữ lắm. Trưởng ấp ấp ngôi cục, anh làm gì vậy? Làm trưởng ấp chứ làm gì? Bá thiên vạn kiếp nang tao ngộ mà hôm nay Bảo Trung về là coi như là duyên. Cái duyên lành cùng cái ngôi tổ nghệ sĩ. Dạ. Cùng ngôi tổ nghệ sĩ đó, quý mến lắm. Dạ. Đó, mặc dầu là mỗi người mỗi cái duyên nghiệp, mỗi dạ. người mỗi cái nhân quả. Dạ. Dòng đời nó cứ cuốn trôi chúng ta đi đó. Dạ. Qua nở qua tàn, nhưng mà nếu mà ta là hoa sen thì hoa sen là tàn rồi thì còn cái cũ, còn dạ. cái quả để trổ thêm một bông sen mới đó. Hôm nay là Bảo Trung về chùa tổ ở nơi cái như đế thiên đế thích, nơi phật tổ, phật mẫu, phật thầy. Yeah. Để cho Bảo Trung bay cao nữa. Yeah. Một Bảo Trung sẽ trổ một bông hoa sen là thơm ngát hơn nữa. Yeah. Để cho mọi người nhớ đến Bảo Trung. Yeah, nhớ phật. Đến những danh hài như của đất Việt mình. Yeah. Đó, trong nước ngoài nước thầy cũng vui nữa, bởi vì yeah. cái duyên là đúng là duyên, cái gì cũng duyên. Phật mẫu, Phật đà, cái như là duyên căn là khiến cho thầy đi tu sĩ. Chứ hồi đó là muốn theo cái nghiệp của ba là cũng nghệ sĩ cũng như Bảo Trung vậy. Yeah. Rồi cái cơ duyên mà thầy cũng làm hồ sơ, thầy cũng đi xuống hầu thời ông Phạm Phú Túc. Đó, yeah. đó, thời Phạm Phú Túc rồi thời mà của nghệ sĩ Vũ Linh, yeah. đó, nghệ sĩ Châu Thanh. Các nghệ sĩ là thầy cũng vừa hết 12 là thầy chuẩn bị đi. Thì cái đêm đó là thầy về chùa, thầy lại Phật là lần cuối. Yeah. Đó, mà đêm đó là cái mùa Du Lan. Yeah. Mùa nước nổi. Thì đêm đó thì có một bà Úc quê ở Hải Phòng nói là Minh Hiền tụng bài kinh đi. Yeah. Minh Hiền tạm biệt Phật để thực hiện cái ước mơ của mình. Yeah. Thì thầy tụng một bài kinh, bài kệ khai kinh. Vô cái bài kệ khai kinh là vô thượng thậm thâm di diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nang tao ngộ. Thì tới cái câu bá thiên vạn kiếp nang tao ngộ thì tự nhiên nước mắt toàn thân thầy nó rần rần, nó có một cái nguồn năng lượng của Phật ấy. Thì lúc đó thầy khóc nhiều lắm, giống như mình được giải thoát vậy đó. Dạ. Mình như một cái cánh cửa giải thoát. Thì từ đó thầy đi sáng là thầy không có đi nữa. Thầy không có đi đó, thầy không có đi xuất gia đi to, không có đi ca sĩ. Thầy yeah. nguyện là thầy ở tại chùa này rồi thầy 6 tháng ở đây. Yeah. Thầy mới lên núi thì xuất gia. Yeah. Rồi thầy mới đi học, rồi tình cờ thầy nghe cái những nhạc phẩm Phật giáo của sư huynh Minh Giới.
đạo vàng muôn thuở, bước chân xuất thế, lúc đó là nghệ sĩ Châu Thanh rồi, thì thấy được Bảo Chung đóng vai Bà La Môn, đó là mắng Phật. Rồi cái tự nhiên thầy mới ra Sư Minh Giới thì kết nghĩa, thì từ đó thầy mới tập sáng tác. Và thầy sáng tác là với cái tâm nguyện là hoằng pháp trên nghệ thuật âm nhạc cải lương Việt Nam, chứ thầy không có nghĩ là sáng tác để mà được YouTube hay nổi tiếng hay có tiền mỗi tháng hay là nhiều người kênh nút vàng nút bạc hay gì hết á. Thầy chỉ nguyện là, mà thầy vừa vui nhất, thầy sáng tác rất là nhiều bài hát, nhưng mới gần đây là thầy vui nhất là thầy phổ được cái bài Một Cõi Đi Về với Cát Bụi, là nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đặc biệt là nhân đây là thầy là rất là tri ân nhạc sĩ Ngọc, ca sĩ Ngọc Sơn đã sáng tác cái bài Lòng Mẹ, rất là hay, mà thầy phổ được cái lời vọng cổ. Mà mùa Covid thì thầy biết mẹ của anh đã về với Phật, nhưng mà thầy cũng không có xuống để mà thầy tri ân cái bài Lòng Mẹ. Cho nên nhân đây là thầy cũng tri ân các nhạc sĩ, hôm đó có Ngọc Sơn và Bảo Chung. Nên hôm nay là duyên lành về nơi miền thôn giả Bến Cầu biên giới. Hèn chi mới kêu cảm ông đóng vai Bà La Môn mắng Phật á, 7 ngày á, điển tích á, là đó là vở tuồng của Sư Minh Giới. Thấy ông chửi Phật mà ông đi theo sao á, mà chọn ngay Bảo Chung là quá. Mới đầu không dám nhận, vô không dám nhận, nó trời ơi, chửi Phật rồi đó, nó không phải. Cái này là cái sự tích nó là vậy đó. Cái sự tích là bên Bà La Môn không có chịu cái bên đạo Phật mình. Thì mấy là chống đối với ông Phật Thích Ca. Thế là Thích Ca không thầy? Nó lại thôi. Phải. Chơi cái dài chửi Phật cũng ớn. Mà ớn chứ giờ không có. Mà nhìn cái tướng ảnh đi ở sao á, như con khỉ đột vậy đó. Ảnh đi cái thơm ảnh chửi, mà nhìn mặt ảnh mắc cười lắm. Chửi hơi rồi cái hơi cũng quỳ xuống ca dòng cổ sám hối làm đệ tử Phật. Trong cái đó là gỡ lại đó. Dạ gỡ chứ, bởi giờ ở đó. Nhờ Phật cái chứ mới đầu mình sợ thu người ta ghét. Phật tử ghét. Không phúc đức lắm chứ, vậy là có cái gốc chùa ra rồi giờ. Không, nếu anh diễn cái tuồng đó mà Phật tử ghét anh là anh khắn khắn chứ. Diễn không đạt là dở à. Đó, Cẩm Tiên nè, cái đó lúc đó là Sư Minh Giới như là những cái vở tuồng đầu tiên mà được Phụng Hoàng, đạo diễn Phụng Hoàng. Phụng Hoàng, dạ. Phụng Hoàng Phượng, quay. Phượng Hoàng, Phượng, dạ. Phượng Hoàng quay. Anh Khánh cũng là nghệ nhân đấy. Dạ, nghệ nhân. Nhân đá chạm Phật. Dạ, hay quá. Cái đó cũng nghệ sĩ à. Nghệ sĩ, dạ. Nghệ sĩ, dạ. Núi Sam á anh. Dạ, vậy hả? Anh Núi Sam từng Phật lớn nhất thế giới đang làm dưới, là em làm cũng, á. Ủa vậy hả? Gặp nhân tài. Gặp nhân tài. Đang tạc cái tượng Phật lớn nhất thế giới. Của tại núi Sam. Xin lỗi anh tên gì? Em tên Hữu, cũng là đệ tử sư ông luôn ấy. Dạ hả? Phát á. Ở chỗ quê sư ông cũng ba mấy năm rồi, có một đệ tử tỉnh. Tỉnh này tên là một luôn rồi. Nói cái cũng cái duyên kỳ rồi Bảo Chung xuống một ngôi chùa ở Tiền Giang. Dạ, tự nhiên không biết ông nhìn sao thôi, ông đặt pháp danh luôn cho rồi. Pháp danh gì? Khánh Đức. Dạ. Còn này ha. Ở chùa Khánh Duy là Khánh. Nói dòng tổ Khánh, anh Khánh của Nha Trang á, anh nhớ không? Hoàng Tân nhớ không? Cũng có hát nhưng mà thỉnh thoảng thôi. Nhưng mà tại vì nó khổ cái hài đó. Không có cái hài nào mà viết về Phật giáo đó. Đó. Mà nếu mà viết về Phật giáo mà nói truyền thuyết cho bà con biết cái gì Phật giáo đạo đức á, thì không cười, con không làm được. Mà lên nói bậy nói bạ đó là người ta ghét. Bởi vì ta, cái điển tích chùa mà sao nó bậy đó bà? Phải căn cứ điển tích. Dạ, thành thử đó rất ít hát chùa, nhưng mà nếu hát phải lựa kịch bản đàng hoàng. Mà mai mốt á, hôm nay Bảo Chung tới có Chư Tôn Đức, bởi vì thầy cũng là thầy viết rất là nhiều bài hát, nhưng mà về hài á thầy cũng có gợi ý hồi đó Hoàng Tơ tới đây rồi các danh hài, nhưng mà đôi khi chính Bảo Chung có cái gốc là người tu hồi 11 tuổi, đôi khi nó tạo cho thầy một cái duyên, có thể mai mốt thầy viết những cái này là không dám hứa trước, nhưng mà đủ duyên thầy sẽ viết những cái kịch bản hài mà đúng cái điển tích rồi vui để
chứ nó, đúng là nghèo nó rất là ít về cái ba kịch bản hài. Cái thành thử ra về Bảo Trung có một cái kịch bản để mà hát cho chùa được có kịch bản à, nhưng mà nếu hát lần thôi mà lần sau nữa hát nữa thì xem, Phật tử sao nữa xem nó chán, thì một cái chùa chỉ hát lần thôi là ông Tiên á, là ông Tiên ông Tiên Việt Nam á, là cái sự tích là Bảo Trung ngồi ở ngoài Phú Quốc á, là nhìn thấy đứa nhỏ nó đi móc bọc, nó móc được cục gì cái nó chùi chùi cái mình quát lại, mình nói ê mày làm được cái gì, nó sợ, nó sợ nó không có lại nói anh cho tiền, lại nó nói nó lụm được cái chân đèn, nó chùi chùi á, đặng nó đi bán sạch sạch đi bán, cái mình thấy vậy tội nghiệp cho 50.000 cái gì viết ra kịch bản đó, là cái thằng móc bọc ông Tiên này đó, là ông nằm trong cái bình đó, nó lụm được nó chà sạch nó đi bán đó, ông hiện ra ông hiện ra mà Alibaba phải không? Giống dạ như vậy mà nó lãng nhắc trong cái là ông ước gì cũng không có hết trơn á, ông nói ông cho đó ba được, nói mày cứu tao ra tao cho ba được, thì nó đói quá, nó thèm quá, nó ước bò bít tết, nó ước những cái đồ Tây đồ Mỹ, ông nói tao là đi Việt Nam mày ước đồ Mỹ sao có được, có giờ nó có ước đồ Việt Nam, ước đồ Việt Nam cái đồ không có, nó hỏi tại sao không có, nó tại vì cho ba được rồi, ước ba cái đồ Mỹ hết rồi đâu còn đồ Việt Nam nữa. Ông đi sà bát cái, nhưng mà khán giả chấp nhận được để mình hát cái chùa, tại vì nó không có đụng chạm với cái gì ngoài hết đời hết. Cái trong cái vấn đề kịch bản hài trong Phật giáo nó rất là tế nhị, mà nó rất là nhân quả, có những danh hài cũng đã đi vào quá cố, nhưng không thể nào mà đem chuông mỏ rồi tụng kinh những cái lời đó chế đó, mà những danh hài đó bây giờ đã đi rồi đó, cho nên thầy nếu mà Bảo Trung có cái nhân quả mà có cái gốc trong chùa là ý thức được cái nào nên làm và cái nào nên làm để cho nó có cái phúc đức đó, chứ mình làm theo cái ý kiến của chư tôn đức đó, là cái ý kiến của quý thầy góp ý, rồi ý kiến, bởi vì chư tôn đức người ta có nghiên cứu Phật học, người ta có học hành, có thực hành, cho nên là cầu thị góp ý vậy, cái sau này mình phát huy lên cái lĩnh vực hài trong Phật giáo á, rất là thơm tho, rất là tế nhị. Không khéo là không được làm cái nghề, không khéo không được. Thí dụ như là bất cứ ở chùa hay là nhà thờ gì cũng vậy, mà lại đó mà hát tầm bậy tầm bạ lên nói giỡn hết rồi nọ là bậy bạ là không được. Bởi vì rất là ngại khi mà đã hát cho mấy cái chùa chiền. Anh khởi sự là bên cải lương chứ đâu phải hài. Bảo Trung á, hồi đó đi học, đầu tiên đi học cải lương, tại vì ở gia đình hồi xưa đó cũng khá giả, là ở nhà ruộng đất nhiều, ở dưới Bình Chánh á. Rồi tới cái mùa lúa đó là người ta tá điền đông lúa, đổ đống đó thì phải cất cái chòi ở ngoài ruộng để mà được coi chăm sóc, mà lúc đó Bảo Trung còn chút xíu à, tại cái chùa cái bên nhà, cái tối á, thì nghe mà anh đờn ca, đờn ca đi dưới lúa, thì bắt đầu Bảo Trung thích. Hồi 5-6 tuổi rồi đó là ông anh ở nhà là ông đờn tài tử, ông đờn cho anh em ở xóm ca, ông đờn có không thay lắm nhưng mà ở xóm hát vậy đó, thì Bảo Trung mới thích bắt đầu mấy ổng bắt Bảo Trung bay đứng kiếm đồ bay, mà lúc 5-6 tuổi mà chỉ Bảo Trung nhẹ mới là chịu nổi cái chòi. Mới lấy về luộc rồi buộc trâu á, cho kéo lên cho Bảo Trung bay, mà ta là mặt mày xể hết trơn mà không có dám mét. Mét là mấy ông cho chơi nữa, ba mẹ đánh thì mấy ông cho chơi nữa không dám mét, mặt mày u nần hết trơn rồi. Vậy mà thích tới cái khi mà có cái đoàn hát bộ về đình, cái đình ở bên trong Đa Phước, thì cái bà kia bà đánh son phấn gì đó, bà không biết nữa, còn hộp son đó bà dục đi là hết rồi đó. Thì Bảo Trung mới lụm chét chắc không phải nhờ đó mà tổ cho kéo cái lưng. Đúng rồi. Nhưng mà sau 14-15 tuổi là Bảo Trung chơi tân nhạc. Tới cái thời trẻ, cái thời ở trước đời Mỹ mà phong trào happy á, thành ra mà thích chơi ban nhạc xong xuôi sau 75 á, sau 75 mới bắt đầu đi theo cái lương á, là hát cấp chánh nha. Xưa là chúng hát cấp chánh, hát chắc ca dở quá mình chịu, không có hài luôn. cái duyên số sao chuyển qua hài, cái làm đệ tử ông Văn Trung đó, và Văn Trung cái chuyển qua dạy cái làm theo ông Văn Trung diễn cũng 7-8 năm rồi đó, cái gặp anh Thanh Điền, chị Thanh Kim Huệ nè, về đoàn thì thấy Trung diễn có khả năng cười gì đó, là giống như là mình diễn có cái nét nghề nghiệp.
Thành ra anh Điền Chí đưa một kịch bản mà Bảo Trung lên thiệt định. Lên luôn. Dạ, như đổi cái tên luôn. Hồi xưa là đi hát kép mà, kép để tên là Phương Lâm. Phương Lâm. Dạ. Sao cái chuyện mà cái tên nó quan trọng, chuyển qua Bảo Trung. Bảo Trung là đệ tử của Văn Trung. Dạ, nổi luôn, nổi luôn. Nổi luôn. Ở đó cô Diệu Hiền cũng về đây. Cái chùa này là Du Lan rồi về đông lắm. Dạ. À, nghệ sĩ Châu Thanh rồi các nghệ sĩ rồi về đây nhiều lắm. Thế bây giờ vậy tại vì cũng có trễ già quá rồi. Rồi. Bây giờ Bảo Trung giờ hôm nay lên cơ duyên được gặp được thầy luôn đây nữa thì rất vui. Nhưng mà Bảo Trung không dám hứa trước, nhưng mà khi nào mà các thầy thương Bảo Trung thì có cái gì vui vui ở chùa, hay là có cần thiết Bảo Trung cái gì là cái điện thẳng Bảo Trung thì coi như Bảo Trung là đệ tử của chùa vậy thôi. Đúng rồi. Dạ, vậy cơm. Là cho Bảo Trung tự nhiên chút xíu. Và có khi về lên đây ăn cơm ăn nước rồi ha, lại gì về rằm cúng rằm cái gì đó cần thiết á, thì nếu Bảo Trung không có công việc, Bảo Trung sẵn sàng coi như trong nhà. Dạ, trong nhà. Dạ, cái này coi như trong nhà đi, coi dạ, như trong nhà cơ duyên. Cho bây giờ chúc thầy ha, chúc thầy khỏe mạnh mẽ nha. Rồi. Khỏe mạnh mẽ để mà lo cho cái chùa, không biết còn nhiều cái chuyện lo lắm, biết thầy còn nhiều chuyện lo lắm. Phật tử Tây Ninh phải ủng hộ hai thầy mới được. Rồi đừng nói không phải là Tây Ninh không, mà tất cả Phật tử ở khắp nơi mong rằng sẽ thấy cái chùa mà đâu phải của riêng tư của ai, là của ba tánh tình yêu nhân, dạ, loại, nhân loại hết, không, không dạ, có các cá nhân ai hết. Thành ra đó ai có khả năng gì giúp đó, ai gãy thì được phước thôi, vậy thôi chứ đâu phải là bây giờ không có khả năng nhiều thì cũng tới lui tới ở đây làm công quả, hay là có cái có khả năng thì được càng tốt. Tại vì một viên gạch thôi cũng là cái một xây một cái đích của mình rồi. Đúng dạ, rồi. Dạ. Vô mặc cái áo chụp tấm hình. Vậy hả? Mặc áo. Vậy hả? Dạ. Đi. Bình dân. Dạ. Dạ. Không được mà. Bữa nay Bảo Trung còn mặc đồ bé bối nữa nè. Dạ. Dạ. Dạ cũng dạo chùa chút xíu chứ. Cũng có mái lá nữa ha. Mái lá quá tiêu sơn. Nhưng mà vậy là kích hoạt cái tinh thần sáng tác rồi đó. Dạ. Bây giờ thầy cái sáng tác sao mà Bảo Trung không có đi cái nghiệp tu nên mới đứt đoạn nửa đường, nhưng mà đi theo nghề ca hát, dạ kiểu vậy đó. Rồi, dạ, bảo, sau đó có Bảo Trung sửa lại. Dạ. Yên tâm đi, nhưng mà như là tâm sự Bảo Trung. Dạ, là dạ tâm sự Bảo Trung, dạ dạ. Đó. Hồi nhỏ đi tu nhưng mà tưởng đó là nó đường tu nên nó gì đó ha. Dạ. Rồi rồi. Dạ 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 một Phật. Đây, dạ dạ một Phật. Ôi, dạ một Phật quá. Dạ dạ ra đây. À, thầy hai thầy dòm đứng đây ha. À, Hải ơi. Dạ. Đây thầy. Nghe chỗ mẫu đi ha. Dạ dạ, dạ mô Phật. Sẽ đây. Cho đó. Mô Phật, hôm nay tới thăm chùa với thăm thầy Nghi Bình ở vùng biên giới của Campuchia Việt Nam. Thì thôi nãy giờ cũng tham quan chùa nhiều rồi. Cảm ơn thầy đã cho Bảo Trung ăn bữa cơm chay của chùa rất là ngon, ngon dữ lắm luôn á. Dạ xin phép thầy Bảo Trung giờ về thành phố sợ trễ quá là kẹt xe. Dạ mô Phật. Bảo Trung xin chào tất cả quý vị và các bạn trên kênh Nhân Hải Bảo Trung. Nếu yêu mến Bảo Trung thì đăng ký ủng hộ nha. Bye bye. Nhớ kênh của thầy nữa nghe. Kênh thầy là kênh gì? Kênh của thầy hả? Kênh thầy không biết. À, kênh thầy là Nghiêm Bình tại thầy giấu thôi. Đó cũng được 200 mấy. À 200 mấy chục ngàn người đăng ký thầy, rồi. Nhắn nhủ các Phật tử, các khán giả nghe nhạc của thầy thì yêu thương con người nhiều hơn, sống bao dung và lúc nào cũng sống với cái tâm thiện lành, và nghe nhạc của thầy hết buồn khổ và hướng về con đường giác ngộ của Đức Phật. Đó là tâm nguyện của thầy. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ. Dạ. Dạ chào thầy. Dạ.
Nhớ hồi đó tao quen với má mày, mày xách cây bê rượt tao. Tao về nhà tao, tao mét má tao, tao nói mày.